Thì video ngày hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt. Mình sẽ cho mọi người xem cái dàn PC mới của mình. Đúng vậy, video lần này không phải là một cái video câu view như cái video lần trước đâu. Thực sự là mình sẽ cho mọi người xem cái PC mới của mình thiệt. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ là cái video lần trước mình nói dối mọi người là mình không có PC. Yeah, thật ra vào thời điểm đó là mình thực sự không có PC thiệt. Cái PC này mình mới có khoảng cách đây vài ngày thôi. Thì nếu mọi người xem kênh mình đã lâu thì mọi người có thể biết là mình đã làm YouTube 4 năm trời trên điện thoại. Một mình 4 năm trời trên những chiếc điện thoại. Những cái bước làm YouTube như là cắt ghép video nè, quay video, chỉnh sửa ảnh các thứ nè, đều là mình làm trên điện thoại hết. Và sau 4 năm cố gắng thì đây chính là cái thành quả mình có được. Một dàn PC cực xịn. Đúng vậy, một dàn PC cực xịn, cái mà mình đã mơ ước từ cái lúc mình mới làm YouTube rồi. Oh yeah, thì bây giờ phải làm sao ta? Chắc là mình sẽ show cho mọi người từng cái nha. Mình sẽ nói thông tin về từng linh kiện các thứ trên cái PC của mình. Mọi người có thể thấy đây, Long Hunter Gaming, kênh YouTube của mình đã phấn đấu 4 năm trời vì nó. Đây, gì đây? Kênh mình chuyên làm về những tựa game trên mobile, không còn mỗi cho mobile nữa nha. Từ đây về sau sẽ có PC nữa. Yeah, let's go. Ok, chắc là mình nên nói đôi chút về cái dàn PC của mình phải không nhờ. Thì đây chính là cái thùng máy, nhìn khá là đẹp phải không? Đây chính là cây Sigmatec Aquarius Plus. Mọi người có thể thấy là cái quả cây sẽ nhìn giống như là cái hồ cá gì đó. Tại vì nó có hai cái mặt kính này nè. Một mặt kính ở đây, mặt kính ở đây. Nhìn y chang cái hồ cá luôn mọi người, rất là ảo diệu. Rồi chúng ta hãy cùng quan sát phía bên trong của cái máy tính nào. Đây, hãy ngồi lên cái ghế, không phải là ghế gaming của mình. Ok, đây chính là con cạc màn hình gì ta? Gigabyte RTX 3070 Gaming OC. RTX 3070, mình nhắc lại RTX 3070 nhá. Và đây chính là con main gì ta? MSI B460. Còn đây chính là con RAM, hai thanh RAM nha mọi người. Hai thanh RAM cọt xe Vengeance, có RGB các thứ luôn nè, có đèn LED các thứ luôn nè. Mỗi thanh là 8GB, thì tổng dung lượng RAM trong cái PC này là 32GB nhá. Và đây chính là con tản nước. Đấy, đây chính là con tản nước Cooler Master Rack 360 đấy. Thấy chưa, ba cánh quạt rõ ràng lúc này. Và những cái quạt xung quanh đây chính là những cái quạt case, cũng là hiệu Sigmatec, hiệu trùng với cái case này luôn này. Mình mua tổng cộng là 6 con quạt Sigmatec cộng thêm 3 con quạt của Cooler Master. Ok, rất là tuyệt vời. Và đây chính là cái màn hình Samsung gì đó, mình không biết tên, mình sẽ pass luôn cả cái mã màn hình ở phía trên cái video này nhé. Thì mình nói sơ qua đôi chút về cái màn hình này. Thì đây chính là màn hình 240Hz, sử dụng tấm nền VA và độ phân giải là Full HD nhé. Đây chính là cái bàn phím HyperX Alloy Origins, ấn khá là phê mọi người ạ, nghe này. Còn đây chính là con chuột Logitech G403 Hero nhé, G403 Hero luôn. Mình ấn thử cho mọi người nghe. Ấn nhẩm thoát ra ngoài luôn rồi. Yeah, mình sẽ cho mọi người xem luôn cái giao diện PC của mình. Đây, cái ảnh nền đây. Đó, thấy không? Và đây, con tai nghe của mình. Sau này mình sẽ dùng tai nghe này để mà quay clip nhé. Còn hồi trước là mình quay clip bằng cái tai nghe cũ xì này này. Nó bị điếc một bên. Tuy bị điếc một bên nhưng mà nó thu âm rất là tốt. Bị tàn nhưng mà không có phế đó mọi người. Đây, mình nói luôn cái hiệu của nó, đó chính là HyperX Cloud Alpha. Và để coi, mọi người có thể để ý đây chính là cái màn hình LG mình đã từng nhắc đến trong cái video show phòng lần trước á. Thì hiện tại là mình vẫn chưa có cái cổng chuyển để mà xài cái này, tại vì cái màn hình này nó cũ, nó cổ lỗ sĩ quá rồi. Nên để sau này có gì thì mình sẽ dùng nó. Và xung quanh đây, chiếc bàn gaming hiệu Etra nhá. Rồi ok, chắc là mình đã nói hết về cái PC này phải không nhờ? Còn thiếu gì nữa không? Mình quên nói tới một cái rất là quan trọng trong đây. Con CPU, đúng rồi, con CPU. Thực ra không có gì đặc biệt lắm, đó chính là con i7-10700F thôi. Rồi thì mọi người có thể nghĩ là mình đã tự lên mạng, mình tìm hiểu và mình đã tìm hết những cái linh kiện này và mình mua phải không? Thực ra lúc trước á, mấy tháng trước là mình là một cái kẻ mù PC nên mình không có biết gì hết trơn á. Mình đã nhầm một ông bạn trên Facebook của mình, tìm hết những linh kiện mình muốn và sau đó làm thành cái build như này. Ý mình là không phải là mua từng linh kiện. Thực ra là ổng lên trang web, ổng tìm linh kiện giúp mình á, tìm những linh kiện tốt nhất để mà làm ra cái PC như thế này này. Và đây chính là đôi lời mà ông bạn mình muốn nói nha mọi người. Thì cảm ơn Long Tơ đã tin tưởng vào sự lựa chọn của mình để có được dàn PC rất là đẹp và tốt để có thể làm video
càng ngày càng chất lượng hơn cho các bạn. Và nếu có thể thì trong tương lai mình sẽ xuất hiện trong một vài video của Lamenter, cho nên hãy là đón xem nha. Yeah, hy vọng là chúng ta có thể hợp tác với nhau để mà làm video, hy vọng là vậy. Chỉ có PC này thôi, chứ xung quanh đây chả có gì đặc biệt hết trơn. Và mình cũng đã nói hết về cái PC này rồi. Thì sau này mọi người muốn mình chơi game gì thì cứ nói, không có bị giới hạn như lần trước nữa. Thực ra là lần trước mình không có chơi được trên PC, mình chỉ chơi trên mobile thôi à. Nên mọi người có đề xuất cho mình những tựa game PC thì mình không thể nào chơi được. Nhưng mà hiện tại mình đã có PC rồi, mình có thể chơi được rồi. Mọi người có thoải mái nói cho mình nha. Được rồi, mình đã giới thiệu xong cái PC của mình. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy cho mình like, mình share. Và đừng quên subscribe của mình và đừng quên cái chuông. Bây giờ là bắt được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.